Bà mẹ bị nói tên lai mời bà mẹ bị nói toàn mọi hút với lúc hoàn tay không đài truyền hình Việt Nam. Bà mẹ bị nói tên lai mà giam đinh ản giang mà nhằng sở bè cai sở giam sở châu độc. Sử nổi nưng bắm mở ệt không pha khở pin bá khay á sở pin họ tỉ họ tàng. Con là cầm kinh cầm lào không phủ cần dền giúp phai tẩy. Bắm mì ăn hom của điêu. Lát bắm miền sở đầy hên sở lai giòn lai thư ngam o cuông cầm kinh cầm lào không cần dền giúp ản giang. Đang bay khấn cả mì ná không lát bắm, bò to sớm mì khoảm đi mở ếch kinh bít thử, mà nằm nhăng sớm mì hịp hèn, ếch hắng mì hở lai thư cặp kinh cầm lào không cần Việt Nam. Sáng mà lát bảo tình nằm hôm, cầm ít phim vừa lát bẩm. Lát bắm nòn căng thành phố Châu Đốc Thanh An Giang. Ngoài tên gọi chợ mắm, sáng tên hòn sở lát bắm, miếng lát nỉ cái nhang mì xiêng hòn ưn sở trong bán mưa bắm, bao sở minh điên căng không bắm du phai tẩy. Phải lát bấm sớ, phải phịt khẩu tí mi hà hỏi, xuống khai bấm lai thử, phải bưng hột song sam khạp, tư khỏi bó mì chưa đấy mệt tên làm thử bấm. Tư khỏi phim mi ná rút lát chồng đốc miếng đẩy mỏi sớ điên bấm không phải tẩy. Nằm tiền nằm hầu mì bớt lờ nèo pa sớ rút ní có mì bớt nặn thử bấm. Miếng lát nì khai thung sớ bao khai he dòng lờ mười pí nò hào sáng phải nằm tư khỏi. Té bẩm xoài, bẩm lóc, bẩm chốt, hoặc làn thư bẩm sập giảm dòng bẩm linh bẩm sặc, bẩm chèn, làn thung bẩm, tèo mi tên, tèm phân lửa ngần, lát bẩm, đung cần tê chảo hàn cải. Sập xùm siêu phẩu lát của món mử bị hàng bàn khách mà sống ma về xử lát bẩm. Lát bao to khai hở bẩm hở khách dung mường mà nhằng pha khám khai ốc làn nước dòng Campuchia, Lào, Thái Lan, hàng hỏi tận một pi. Trong câu chuyện cho chúng tôi, các tiểu thương chiên nằm tức khỏi làn cần khai sư nghĩ lờ hữu u đang ê thở bám mặt trẻ mà bao dạng tô mèng sạp là khi làm mắm chờ ê bám pì nòng sơ kén ban thốt nốt bảy quả bao mì sơ nằm hỏi hương vị độc đáo mang ai của điêu không cầm bám nước chính là cầm kim nhị nã du sáng năm sắm sơ ăn mặc hơn mệt không làn thử bám du lan. Có sờ bấm không cần nằm bộ, khai bấm cho đốc tấm mì ai hôm của, trẻ bao đấy giòn tàng yên, mà do tô pa mê nghỉ để giòn lại giòn không điên phà. Thank you.
tỉnh đầu nguồn, nơi sông Mekong đổ. Sở Thanh có cồn nằm Mekong, lai khẩu đi Việt An Giang mới lai nèo 3 năm xăm, nhất sở xăm nằm nòng, ba tê biển hồ, lai mà nằm hậu. Sở Miêng Tón nằm mua thịt, An Giang gió ăn thung từng ba, nằm mà họ nơ, ba mà họ thắn, xa hồ bật ba. Kin bao mệt vì nó ịt bẩm chưa cặp đi nỉ, viên sở căng bẩm, du, sớm khai tẩy. Phần lai lăn cháu xuống khai mì nạ xuống đất bám nỉ té chờ hương tặng pin. Mì lai xuống đấy do mà té xam họ xì xì, dòng bám phá giáo khoe và giáo thảo của tự ẩu. Miền riêng bám và giáo khoe không cần của hơn phá lê thì bà, lờ mì riêng cay khai phá có nhằng trăm đo đàng té chờ ệt bám, riêng màn phai phai sạp không chẹp. Bà ơi, lai xì ệt bẩm, sớ sập bà ăn lờ mà bà giáo, lờ phở chư tê lờ hưng mà ní. Tê đối nản mà ní, ệt hớ, sớ phai chư hớ măn chẹp, ệt hớ măn chẹp sớ chăng khai đấy. Cần mà ní xử sớ quen ná, sớ khao xóm mà khao xử, mèn bươn sớ chăng ao ao khai chăng chẹp. Hào khai chảo, bẩm nhàng phai hót chờ kín, sớ măn sớ bao mì chẹp, măn khào có mồm xia xiêng. Phai nước nó mưa khao có mà ní xử. Mì chờ sở khắm sang tu, khao ti con hỏng khẩu, chấm ăn bể khao khai. Sở cháu nâng miêng ệt kinh cờ xong hỏi tận một vi bà Nguyễn Thị Nguyên Kim Xuân. Cháu ếch bắm của tư ấu hở hủ, bắm chầu đốc mì xiêng đầy giòn tới xì pu báu. Xong bán nghề ếch bắm chầu đốc lờ mì xiêng cờ xong hỏi pi, sở miêng ếch bắm không phá có mì đầy xì xì mổ. Cái này nữa cô ạ, cái này là mình ăn sống hả cô ha? Thấy ngon quá cô ạ. Dù ní mì lai nèo, mén bó của, làn thư bám nỉ sửa quân xa mươn mồm chê. Mà miêng u bám không bà xuân, bó mén dòng tu khỏi lai nèo bám khẩn ai hôm của điêu không thính, đẩy khoa nằm nằm ban. Bưng của nèo pa mà miêng ệt bám bà xuân mì tàng ệt pin của điêu, chẹp hơn sửa bám ệt te pa lóc, pa chèn, pa chốt, pa lình. Tóc của điêu pa lóc, mì lờ mì xể mì ệt bám xoài tặt khục, chỉnh nhưa, xảy pa. Của mật thư mì ai của điêu bao pek điêu bấm xoay để giòn sờ bấm đi cha. Đây là thùng mắm Thái ni sờ bấm xoay ăn bấm nỉ ít giá bao của pin lơ mà mặn đáy hỏng sờ cha không là nèo bấm pin bà sờ mặn chẹp kho mặc kín mì chờ lại cần xử từ ong nước nó sờ khóc khai. Cái mắm Thái này nè là mình xuất đi những nước nào hả cô? Ăn bấm xoay nỉ hào khai áo khám nước lơ của khám Úc Canada, bày hớ cần bay cay, khâu chư mưa bản mường, của một khám nửa sở phai sử bấm, hân mệt sở phai sử bấm, ông mưa tàng nản sở kinh chăng đáy. Bà tóc của điêu bà Xuân đã bị nó ngay bắm giữa bản mường chứ đơ có hùng ná hành đi nằm nghề mở giảm. Khóc mử sứ nhỏ xúc mưa ên nghề, bảy cảm kinh không nằm mặn sớ, nằm sầm, bay cay hơn. Của mặt trời mà nằm ăn giáng và cao thì ngọc, tiêu sử bắm mưa ên không pha. Sa bá ngọc, bắm sớ cảm kinh tâm pì, tâm khong cặp chư mưa bản. Ní sớ khá thư ký ơi mà nằm lát bắm nỉ, ở hên cảm kinh tê pa du nỉ sớ măn trẻ bao ơi. Số nỉ bám sớ chè phân mệt. Pi lờ con đo có bay mà ni. Pi lờ có mà lát bám mén bao ơi. Mén nằm, mén nằn. Mà ni sớ ể sang sử ban linh. Mồm sớ nằm làn thư bám sạc, bám lóc, bám xoài. Mén bá bám giúp cháu đốc hào sớ chè phân mệt. Nòng sớ có sử bám cơi mơ hươn nước giúp nóc nọ.
chị Cao Thị Thu. Ơi Cao Thị Thu, cần khai bẩm số nì hở hù, nghe chấm ăn mì ai ăn muốn, mồm nằm khai sở chiên hở khách, khao hù. Lai khách bò mén cần phai tầy hở hù, bẩm pa khía sở ê tê tô pa nòi. Nhiều du khách không phải dân miền Tây cho rằng ơi thu sập chung cho đầy cào né mưa tu bà kia cầm kín quen sộp không cần dền rồi nỉ món ăn quen thuộc của dân miền Tây. Không chỉ nổi tiếng làm dân quốc mắm có to mì xiêng sở đinh cang không bấm lan bấm nhưng mì lai nèo dòng pa chà pa ba xà pa sạc pa lóc pa cùng on làn cầm kinh heo chờ pèn chờ khe khai bấm sở chưa bừng lan bấm mì đung khe thủ tí mà ni chợ mắm thu hút rất đông khách du lịch nhiều nơi. Đôi khi người bị chờ sự cần khai xin bao hủ đẩy phơ sở cần bán cần lờ sở cần nó dầu nản cần sử phải hủ con bài việc bài sử. Cần miếng ưn mà sở khâu xài khưn bất nùng phải tham bất lờ mà khao nhằng sở khao khai cháu trang sử. Với phịt khảo lát bấm cháu đốc, ngam bá đôm ai hình du giác, khai bó mén xong nằn, bám xuất ní sớm mi ai hôm du ngái, để dọn ai ban không pa nằm giam nòng, nòng sở ăn roi mà bó mén bám du lờ có mi đáy, nằn có pin bá miếng lát nỉ, đáy mi ná kinh dọn tới ông phả không pha khứ. Lát bấm mử đông cần nằm cần dền phai tầy bấm đẩy bưng sở cam kinh chẹp y tầng úp dòng nàn bao mì phịt biết bà phư nàn mì lờ mà đẩy kinh sở y tầng hửa. Mình bà bấm sữa cam kinh quen nằm chảo tới chờ nhằng nòi, không cần đỉnh nòi rút ní. Tế mở ra bao mì không phát bẻ lờ, lai mà xài sữa kinh bấm hèng nằm khảo dinh. Nằm đỉnh nòi ăn nằn có lờ phải khảo lực cuông chưa mổ không khao. Lai khách úc khoa muốn phải ăn giang, mà nhằng phải cai chảo đốc sư nòi nưng bấm mưa ếch không phát sữa bếch bá nhằng phải lòn. Cuông cầm kinh không cần dền phải tẩy, bấm mì ăn đi của. Lát bấm miền hết đấy không phát lẩy là thế ông phà miền cân dên tráng mưa ệt kinh bàn cầm kinh cầm lầu của không cần dệt ăn giàng mì ná gặp bê khẩn không lát bấm bao to mì khoảm đi mưa ệt kinh mà nhàng ệt thẳng tươm cầm kinh cầm lầu không cần dệt Việt Nam ngắm nghi lát có sở hữu đấy ăn của cuông một cầm kinh cầm chưa bê khẩn thẳng kinh hèn tình cầm đi mơ lờ hìm sự công xeo pin bóng đi mưa cần dệt hèn sáng năm hối năm xăm.